Thế nào đều điểm đến của người yêu nhạc. Xin kính chào tất cả quý khách hàng. Chúng ta đang trong chuyên mục giới thiệu sản phẩm của Thiên Hà Audio. Ở chuyên mục này thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý khách hàng những cái sản phẩm có chất lượng âm thanh rất là tốt với cái giá thành rất là phải chăng. Và cụ thể ngày hôm nay đó là một sợi dây nguồn chất lượng cao đến từ hãng Analysis Plus. Dây nguồn có tên là Power Oval 2 MK2, có độ dài là 1,5 m. Và dây hoàn toàn được sản xuất tại Hoa Kỳ. Đầu rắc, đầu phích cắm rất là tốt. Đầu phích cắm chắc chắn. Những cái phần ống gen làm rất chuẩn, hít rất chặt và được in lên những cái dòng chữ rất là sắc nét. Để minh chứng đây là một sợi dây hoàn toàn là dây chính hãng, được bán tại Thiên Hà Audio. Và với một cái bộ dây nguồn như thế này thì để cho nó phát huy được tối đa hiệu quả của mình, quý vị các bạn hãy nên nhớ tới việc xử lý các thiết bị ở phần nguồn. Ví dụ như chúng ta có thể làm cái bước đầu tiên là tiếp địa cho bộ dàn. Bước tiếp theo chúng ta có thể sẽ trang bị những cái ổ cắm, nhân cắm tường có chất lượng tốt, và sử dụng những cái bộ chia nguồn hoặc là những cái bộ lọc nguồn, lọc điện, đảm bảo được cái chất lượng để giúp cho cái âm thanh nền âm trở nên sạch hơn, để chúng ta có được một cái nguồn điện sạch hơn, ít bị nhiễu bẩn. Và khi từ đó thì những cái bộ dây nguồn như thế này thì sẽ phát huy được hết cái khả năng, cái năng lực của mình. Và lúc đó quý vị và các bạn sẽ nghe được ra cái sự khác biệt khi cắm những cái sợi dây nguồn chất lượng tốt này so sánh với dây nguồn theo máy. Nó sẽ đem đến được cái chất lượng âm thanh tốt hơn. Và tốt hơn, cụ thể ở đây là có thể cái tiếng bass là tốt hơn. Ngoài ra cái nền âm cũng trở nên tĩnh hơn, các giải âm trở nên chặt chẽ hơn khi sử dụng dây nguồn chất lượng tốt. Và với cái giá thành của bộ dây nguồn này, sợi dây nguồn này là 8.400.000 đồng tại Thiên Hà Audio. Dây có tên đầy đủ là Analysis Plus, và Analysis Plus này, tên gọi Power Oval 2 MK2, giá 8.400.000 tại Thiên Hà Audio, số 42 ngõ 178 Thái Hà, Hà Nội. Kính mời quý khách hàng chúng ta bớt chút thời gian ghé qua showroom để nhận được những cái sự tư vấn bởi những cái chuyên viên nơi đây về những cái giải pháp sử dụng thiết bị sao cho hiệu quả, hay là mua sắm những thiết bị làm sao để phát huy được tốt nhất cái âm thanh cho bộ dàn của mình. Còn bây giờ Hải Sơn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.